Xin chào toàn thể các bạn đã quay lại với kênh Đố 10 Container. Thì hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một cái mẫu thiết kế nhà container cho khách hàng ở Hải Phòng. Một cái mẫu thiết kế nhà container là rộng là 3 m và dài là 8 m và chiều cao là 2 m 9. Được thiết kế thi công là một phòng khách và một phòng ngủ. Còn về bếp và khu vực vệ sinh thì sau này anh ấy sẽ làm bán mái ra đằng sau nhà các bạn nhé. Đấy. Vì đất nhà anh là đất nông nghiệp rất rộng nên là có thể để ra đằng sau các cái công trình phụ. Đấy. Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về cái thiết kế này. Thì bên ngoài này thì mình sơn bằng một cái lớp màu sơn màu xanh cốm các bạn ạ, rất đẹp và độ bền là rất rất tốt. Đấy. Thường thường rất nhiều các bạn hỏi mình cái bao nhiêu lâu thì các bạn sẽ phải sơn lại cái màu sơn ở bên ngoài này. Thì thực tế các bạn chỉ khoảng tầm 8 năm các bạn nhé. Khi nó bụi bặm các con côn trùng nó bậu vào nó bẩn thì các bạn có thể chà mài đi một lớp và các bạn có thể sơn lại. Đấy. Lại trở lại bình thường. Nên là cái độ bền của nhà container nó rất cao các bạn nhé. Đây là chúng ta cùng đi vào trong nhà container. Đây bên ngoài là phòng khách. Đấy. Mình chia ra hai phòng này bằng nhau. Đấy, đều rộng là ngang là 3 m và chiều dài của phòng khách này là 4 m. Đấy. 12 m vuông. Đây đằng sau có một cái cửa ngách để bên tay phải này để đi ra đằng sau. Còn đây là cửa thông phòng đi sang phòng ngủ các bạn nhé. Đây là một phòng ngủ cũng rộng 3 m và dài 4 m, 12 m vuông phòng ngủ, hai phòng có diện tích bằng nhau. Vì lượng khách của anh ấy đến nhà chơi thì ít lắm, vì nhà vườn của anh. Sau này anh ấy làm mái và làm bộ bàn ghế đá ra bên ngoài ngồi. Nên là nếu mà có khách nào mà vào trong nhà, nắng mưa vào trong nhà thì vào khách cũng như vậy là hợp lý rồi, không cần phải làm rộng to quá để cho nó hạn chế cái chi phí đi. Vì anh đây là chỉ gọi là mô hình nhà vườn của anh ấy để trông nom vườn cây ao cá thôi. Đấy, trong phòng ngủ này mình thiết kế là ốp tường, ốp trần bằng tấm nhựa rồi. Tấm nhựa dày 9 ly các bạn nhé. Toàn bộ hệ thống dây điện là trần phú mình đi chìm hết bên trong tường rồi. Đây là automat công tắc, automat của điều hòa. Đấy. Còn cái ổ cắm ở bên trên cao phòng khách này các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, để sau này để treo cái quạt treo tường. Còn đây phòng khách này có một cái cửa sổ. Một cái cửa sổ phòng khách để lấy gió từ đầu hồi lấy vào. Đấy, còn nếu mà ngoài ra thì có thể mở cửa ở đằng trước và cửa đi ở đằng sau là sẽ làm cho một cái không gian của cái phòng này nó sẽ đầy đủ các cái gió ở các hướng có thể đẩy vào được. Thì toàn bộ hệ thống cửa của cái nhà container này là mình làm bằng cửa nhôm hệ rồi. Đấy, nắp kính dán hai lớp dày 6 ly 38 nên là rất đảm bảo được cái độ thẩm mỹ và độ kín. Đấy, không bị nước vào. Đấy, đây là cửa ngách đằng sau các bạn nhé. Còn cái nền nhà thì mình giải bằng nền si mini. Đấy, đây là cửa ngách để đi sau này anh làm bếp với lại nhà vệ sinh ở đằng sau đấy. Đấy thì trong cái thiết kế này mình thiết kế cho những bạn trẻ mà muốn ra ở riêng hoặc những bạn mà đi làm công ty mà cái tài chính kinh tế còn ít thì các bạn có thể làm những căn nhà nhỏ nhỏ như này mà không mất tiền thuê mà vợ chồng ở trong những cái căn nhà như thế này rất đầm ấm và hạnh phúc. Đấy, sau này cái chi phí cái kinh tế cái tài chính của mình nó cứng lên thì mình có thể làm những căn nhà để cho nó đỡ áp lực về cái tiền. Đấy thì nhận được rất nhiều câu hỏi cái nhà container này có đắt không các bạn. Đấy thì các bạn hỏi mình như vậy thì cái nhà container này cực kỳ rẻ các bạn ạ. Cái nhà container này chi phí chỉ bằng 1/2 so với xây dựng thôi. Đấy, một cái căn nhà này đâu đó nó chỉ khoảng tầm 60 triệu là có thể ta có thể sử dụng cái căn nhà như này rồi. Đấy. Đấy thì như vậy. Thế còn về cái khả năng cách nhiệt của cái nhà container này như thế nào? Chống nóng như thế nào? Thì thường thường chống nóng là mình sẽ lót xốp, mình làm xương đua ra và mình lót xốp hết toàn bộ tường và trần kín rồi. Nên là nhiệt độ so của cái nhà container nó như các cái nhà xây bình thường thôi về mùa hè. Đấy. Nhưng mà phòng khách, phòng ngủ này mình đều chạy các cái dây chờ của điều hòa, xong mình bắt điều hòa là bạn vào sử dụng như bình thường. Đấy. Nếu mà vào cái đợt như mùa hè ấy, không ảnh hưởng gì hết các bạn nhé. Nhưng mà có cái ưu điểm là cái nhà container này nếu mà hết nắng thì tầm 6 giờ tối là các bạn mở bung cửa ra là không còn cái độ mà nó om tường như nhà xây. Nhà xây thậm chí đến 9-10 giờ vẫn chưa hết cái độ nóng của tường, nhưng nhà công chỉ khoảng 6 giờ 5 giờ tắt nắng thì 6 giờ tối là cái nhà container đã mát rồi. Đấy. Thì ngoài ra mình cũng nhận được nhiều cái câu hỏi là cái độ bền của nhà container này là bao nhiêu năm. Thì thưa với các bạn, riêng cái độ bền nhà container này thì mình đã sơn chống rỉ một lớp bên trong và một lớp bên ngoài rất dày dặn hết rồi, sau đó mình mới sơn phủ bên ngoài này. Đấy. Thì cái độ bền nhà container này là trên 30 năm các bạn nhé, dao động từ 3 đến 40 năm cái độ bền của nhà container này. Cái độ bền nhà container này nó vừa cứng và bền hơn so tất cả các cái nhà
nhà nhà di động hoặc cái nhà thông minh. Như các bạn biết ở đấy các nhà eco home hoặc các cái nhà lắp ghép bằng tấm bê tông, nhà bằng tấm panel, thì cái nhà container hiện tại từ trước đây và đến bây giờ là mình khẳng định các bạn là bền nhất. Đấy, đi đường vận chuyển va chạm vào các cái cành cây ấy thì các cái cành cây cũng không ảnh hưởng gì hết. Đấy, là các cành cây nó bị gãy hết mà cái nhà con không ảnh hưởng gì hết. Đấy, cẩu lên cẩu xuống quăng đi quật lại đi hết các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Đấy, các bạn biết cái nhà công là còn vận chuyển đi biển được, nặng bao nhiêu tấn hàng đi được cơ mà. Các bạn rất bền các bạn ạ. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Các bạn xem video thấy hay hãy like đăng ký kênh để ủng hộ mình để mình có nhiều cái động lực nên cái video đẹp hơn nữa để gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.